Có tận nhiều like nhưng sao chỉ chờ đợi một người xem. S cho sự si mê, E cho sự im lặng, M cho sự mê muội và P có nghĩa là phải lòng. Nếu em là người yêu anh sẽ chờ đến mức em sinh hư, viết cho em nhìn lá thư khi ngồi trong phòng vệ sinh nữ. Thank you.
đừng bỏ vì em thích bắt con cọp. Mắt thấy đưa tình nhìn anh mà cái tay màu bóp con. Em là bad girl, đi về quê, em không hay lắm, người ta quay về. Em đu đích, và thích theo quay, quay tên đại gia. Các em anh là chân nghe, từ chân nghe nó ngoài nhỏ. Là em thì mê, bởi vì có cái tài nhỏ. Chứ mày nghĩ từ từ bước vào trong ba, thì em đốt bị em thay, và không có trong ngoài cỏ. Bảo cái giờ này, 俺はお前のこと好きじゃない。でも、大大大大大好きだよ。Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Xin lỗi, anh chị không nổi. Xin lỗi vì đã chơi nổi. Xin lỗi anh là vô đối. Xin lỗi vì hơi đẹp trai. Tạm biệt mọi điều chuyện lơ. Ta bay vào một vùng chưa tự do. Hay nắng trên và mùa hè tuyệt vời. Quần sông sâu cách xì xèo. Có tiếng cây lá xôn xao. Dân mình chẳng phải là chiến bao. Trên lòng bình yên quá. Cảm ơn ba má em vì đã thật khéo